could be So back to what I was saying. Thẩm Ngào Quân, mỹ nữ phản người mê, thay đổi khó tin ở tuổi 44. Ở thập kỷ nào, giới giải trí hoa ngữ cũng luôn tự hào bởi dàn diễn viên cổ trang, sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc, khuynh thành, được ca tụng là đẳng cấp nữ thần. Có nhiều ngôi sao đến nay, dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, ngũ tuần mà nhan sắc vẫn làm nước nở lòng người như Triệu Nhã Chi, Lâm Tâm Như, Vương Tổ Hiền. Bên cạnh đó, cũng có một số cái tên khiến nhiều người tiếc nuối vì đánh mất nhan sắc năm xưa. Và nữ thần cổ trang một thời, Thẩm Ngạo Quân lại rơi vào trường hợp thứ hai này. Nhắc đến Thẩm Ngạo Quân, có lẽ những khán giả 9x, 10x cảm thấy xa lạ, nhưng với thế hệ trước đó thì chắc ai cũng từng ít nhất một lần nghe tới nữ sinh viên này. Tên tuổi của cô gắn liền với những tác phẩm cổ trang kinh điển như Thiên địa truyền huyết bảo liên đăng, Đại tống đề hình quan, Tình sử đại đường, Thần y hỷ lai lạc, Truy tìm người hoàn hảo, Đại nghiệp kiến quốc. Cô sở hữu nhan sắc cổ điển, từ ánh mắt nụ cười đều đem đến cho người đối diện những cảm xúc rất dịu dàng, yêu kiều. Ở thời đại mà người ta chưa biết đến filter hay photoshop là gì, vẻ đẹp của nữ diễn viên được công nhận là khuynh quốc, khuynh thành. Không chỉ có ngoại hình, diễn xuất của Thẩm Ngạo Quân cũng rất xuất sắc. Không chỉ có ngoại hình, diễn xuất của Thẩm Ngạo Quân cũng rất xuất sắc. Những vai diễn kinh điển như Cao Dương Công Chúa trong Tình Sử Đại Đường hay Bà Chủ Tiệm Bánh Tái Tây Thi trong Thần Y Hỷ Lai Lạc đều được thể hiện khi cô ở độ tuổi 19-20. Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Thẩm Ngạo Quân khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố kết hôn. Thời điểm đó ai nấy đều rất tò mò xem người đàn ông nào xứng đáng lấy được nữ thần cổ trang này. Nhưng mà nữ diễn viên chỉ tiết lộ chồng của cô là người có tính cách đơn giản và công việc bận rộn. Họ đã yêu nhau được hơn một năm trước khi về chung một nhà. Sau khi sinh con, Thẩm Ngạo Quân vẫn tham gia vào một số dự án điện ảnh lớn nhưng đổ phủ sóng không nhiều nữa. Trước khi chính thức nói lời tạm biệt với làng giải trí hoa ngữ, cô được trao giải thưởng nữ diễn viên phủ xuất sắc nhất. Trong bộ phim Hồ Sảo Anh Cáo Tràng, về nguyên nhân tại sao Thẩm Ngạo Quân lại quyết định dừng cuộc chơi sớm như vậy, truyền thông xứ Trung cho rằng chỉ có một phần là do cô ấy muốn dành thời gian cho gia đình thôi. Lý do lớn nhất là vì nhan sắc của cô đã không còn địch nổi với các diễn viên trẻ tài sắc vẹn toàn nữa rồi. Gần đây, netizen đang truyền nhau hình ảnh được cho là trạng thái mới nhất của Thẩm Ngạo Quân. Có rất nhiều bình luận, người người kêu rằng khi nhìn thấy họ đã bật ngửa, không thể tin được đây là nữ thần cổ trang vạn người mê năm nào, giờ đây diễn viên họ thẩm trong phúc hậu mặn mà hơn nhiều. Theo tìm hiểu thì đây chính là hình ảnh từ hồi tháng 5 năm 2021, vì thầm ngạo quân rất kín tiếng nên khán giả có rất ít cơ hội để gặp cô, kể cả trang mạng xã hội của nữ diễn viên cũng để mốc suốt một thời gian dài. Có lẽ bây giờ Thẩm Ngào Quân không còn là người của công chúng, do đó cô ấy cũng chẳng cần quan tâm đến việc những người xung quanh nghĩ như thế nào về mình, chỉ cần cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Và đương nhiên, những tạo hình cổ trang kinh diễm một thời của mỹ nhân họ Thẩm sẽ luôn nằm trong tâm trí của người hâm mộ.